Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 0972209844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Tài sản giảm, ông Phạm Nhật Vượng vẫn gây kinh ngạc về tốc độ kinh doanh. Mặc dù thị giá cổ phiếu VIC của Vingroup đã tụt khỏi đỉnh và ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản, song người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng vẫn gây kinh ngạc về tốc độ kinh doanh chóng mặt sau khi tuyên bố làm ô tô và điện thoại. Tập đoàn Vingroup có mã chứng khoán là VIC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019, trong đó hé lộ những thông tin đáng chú ý về hai lĩnh vực mà tập đoàn này vừa bước chân vào, đó là lĩnh vực ô tô và điện thoại. Cụ thể, Vingroup cho biết VinFast đã hoàn thành sản xuất thử nghiệm các mẫu xe Lux A và Lux SA và đưa đi kiểm định chất lượng tại 14 quốc gia thuộc 4 châu lục. Đáng chú ý, bản công bố báo cáo kết quả kinh doanh của Vingroup quý 1 2019 cũng tiết lộ về kế hoạch mà nhà máy VinFast dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2019 thay vì vào tháng 9 năm 2019, đạt kỷ lục 21 tháng từ khởi công, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và chính thức vận hành. Như vậy, VinFast đã đẩy sớm thời điểm khánh thành nhà máy ô tô lên 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, Vinsmart cũng bắt đầu đưa 4 mẫu điện thoại của mình tới tay người tiêu dùng Tây Ban Nha thông qua chuỗi 90 cửa hàng MediaMarkt từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Theo thông tin từ phía Vingroup thì Vintech đã khai trương văn phòng đầu tiên tại Hàn Quốc nhằm nghiên cứu ứng dụng các công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn Vingroup vẫn tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị hợp đồng bán bất động sản ký mới và đặt cọc mới trong quý 1 năm 2019 đạt 12.348 tỷ đồng, tăng 49% so với quý 1 năm 2018 và giá trị hợp đồng mua bán lũy kế tính đến ngày 31 tháng 3 2019 đạt 334.405 tỷ đồng. Mặc dù thời điểm bàn giao các dự án bất động sản năm 2019 tập trung chủ yếu từ quý 2 năm 2019 trở đi theo cam kết với khách hàng, doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong quý 1 2019 vẫn đạt 8.430 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đạt 1.689 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ trong quý 1 2019 cũng ghi nhận mức tăng 2.901 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng ấn tượng 70,4% so với năm trước, đạt 7.026 tỷ đồng. Hệ thống cửa hàng bán lẻ của ông lớn này liên tục mở rộng với các thương vụ sáp nhập hệ thống bán lẻ tên tuổi như Shop & Go, Jakka. Tổng số điểm bán lẻ tính tới cuối quý 1 năm 2019 của Vingroup đã lên tới 2.136 điểm, tăng trưởng 78% so với quý 1 năm 2018, một con số khá ấn tượng. Tính chung trong quý 1 năm 2019, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup ghi nhận đạt 21.823 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ đi chi phí, tập đoàn này ghi nhận mức lãi trước thuế 1.928 tỷ đồng trong quý đầu tiên của năm 2019 và lãi sau thuế còn 1.010 tỷ đồng. Tại ngày 31 tháng 3, 2019, tổng tài sản của Vingroup đạt 314.126 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 102.373 tỷ đồng, tăng lần lượt là 9,1% và 3,4% so với cuối năm 2018. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC diễn biến khá tích cực trong tuần trước khi nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2019. Đóng cửa vào phiên ngày 26 tháng 4, 2019, VIC tăng nhẹ lên mức 113.700 đồng. Song mức giá này vẫn thua xa mức đỉnh giá thiết lập vào trung tuần tháng 3, 2019 là 121.300 đồng. Theo đó, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng lùi xuống chỉ còn 7,5 tỷ đô la Mỹ theo thống kê của Forbes tại ngày 30 tháng 4, 2019 so với con số hơn 8 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2019. Mai Chi, dân trí.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp với đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964 002 593.